chào các bạn, chuyên viên tư vấn bệnh nhân thở của AA Việt Nam tại Tâm Cơ Ho, có hơn 35 năm kinh nghiệm ở trên toàn thế giới. Và với những ý tưởng bán hàng và tuyển dụng trên mạng xã hội này là đã qua thực sử dụng và đã qua chia sẻ ở rất nhiều nước trên toàn thế giới, ở Hồng Kông, ở Singapore, ở Đài Loan, ở Thái Lan và nhiều nước khác nữa. Và đó là lý do vì sao mà chúng tôi chọn lọc và đưa những ý tưởng bán hàng và sử dụng để tuyển dụng và tuyển dụng trên mạng xã hội này để gửi đến các bạn tại AA Việt Nam. Những ý tưởng bán hàng và tuyển dụng này thầy sử dụng theo một cái ngữ điệu cách điệu và chuyển dụng giống như là một cái câu chuyện, cho nên là khi bạn nói về bệnh nhân thọ nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là tinh tế và nó cũng rất là phù hợp với những cái cách mà các bạn tương tác trên mạng xã hội. Nó giảm bớt được cái sự căng thẳng từ phía khách hàng, nó giúp cho chúng ta có những lợi nhuận rất nhiều và cái khả năng ăn nói là rất chuyên nghiệp, rất tinh tế qua những câu chuyện và ý tưởng rất tuyệt vời đã được cô đọc lại của thầy. Tôi có một lời khuyên dành cho các bạn chuyên viên tư vấn về bệnh nhân thọ về những ý tưởng bán hàng và tuyển dụng trên mạng xã hội. Đây là một trong những cái chất lọc rất là tinh hoa của thầy đưa dành cho các bạn, dễ sử dụng, cho nên các bạn cần học thuộc lòng, tập luyện thường xuyên và sử dụng với những đối tượng mà mình đã có mối quan hệ trên mạng xã hội. Các bạn có thể nhấn qua lại một cái, nó giúp cho các bạn tiếp cận rất dễ dàng, rất tự nhiên và tôi tin là thành công của bạn cũng rất là tuyệt vời. Các bạn thân mến, cuối cùng rồi thì dịch Covid-19 cũng dần đi qua, chúng ta sẽ bắt đầu với những sự bình thường như là bình thường mới, với lợi thế là những người đầu tiên tiếp cận với những ý tưởng đẳng cấp trên thế giới này. Các bạn sẽ là người đầu tiên có thể tiếp cận, nói chuyện, làm việc với những người khách hàng của mình cách tự nhiên, cách tinh tế và giữ đồng cảm với nhau trong cái chủ đề về bán hàng cũng như tuyển dụng này. Thì đây là một lợi thế rất là tuyệt vời. Chúc các anh chị tận dụng lợi thế này cách tốt nhất và đi trước thị trường, đi trước những người đã thành công ở thị trường Việt Nam. Chúc tất cả các anh chị thành công.